Hello anh em nha, đã quay lại với kênh. Nay mình có gửi bạn Huy mua giùm cái những cái đồ mà mình chúc mình mới cho anh em coi. Với logo nói chung là gửi đồ á. Đây, tàu mình đang chạy vô Hồng Ngự nha. Bạn Huy ở trên cây cầu đó, thấy đồ xuống nha. Đây. Rồi phía bên đây là chợ Hồng Ngự nha, thị xã Hồng Ngự luôn. Đây anh em nào có cùng nghề vô dạo nè biết liền chỗ này là chỗ nào liền. Đó, hai bạn Huy đứng trên cầu rồi đó. Rồi anh em hóng cây băng hải xuống là cái gì nha. Tài cao quá nguy hiểm luôn. Mặt lên chắc. Đây bạn đang biểu diễn hết trên cầu nè. Đó, thấy con chào chưa? Con người nhỏ hơn cái biển báo luôn trời. Đấy, anh cầm đồ cho mình đó. Ôi. Rồi, cảm ơn nhiều nha. Ai bận quay Hồng Ngự nha. Mai đi quay. Đây mình ra lấy đầu nha. Hãy hãy giờ không kém. Tiêu ốc tiêu rồi. Đồ đã chờ bây giờ. Ướt luôn rồi. Rồi đây mình mở cái này ra cho anh em xem nha. Này, có nhờ mua hộ cái cây nóc 5 ly nè, để mình làm tàu nha, làm láp ạ. Cây nóc. Nóc 34 đó. Giờ quá giờ. Hãy canh hay quá. Rồi. Đây là cái logo của mình nha. Đây. Anh em thấy rõ chưa? Giờ anh đi đến dưới. Rồi đây là con tàu của mình nha. Tàu của mình đi thôi chứ cũng không phải tàu của mình đâu. Giờ quá giờ. Mình cửa lại nước nha. Rồi có nhờ bạn ấy là mua giùm mình cái nắp bít nha. Hai cái nắp bít luôn. Ôi xin gửi cái này chi vậy trời? Chém gió hả? Chuyên dịch này chạy bao bóc luôn nha anh em. Nhắn vô đây chắc được nhỉ? Thật là quá trưởng không? Rồi tiếp theo đây là cái cú đề nha. Cú đề này cú đề cũ. Cái này bạn Huy mua cho mình đặng mình chế cái đề cho cái máy xăng nha. Cái đó mình ra video sau nữa. Còn đây là đủ bộ luôn. Ủi, không có gì sến. Ủa, kia mua nhông xanh dĩa mà kỳ vậy ta. Còn đây là cái gì mình gỡ ra luôn. Rồi đây là cái ống nha, với hai cái nga bà thôi chứ không có gì đặc biệt. Rồi mình nhờ ổng mua là cái nắp bít này là mình để gắn vô cái bình nha, tại vì mình với tàu á mua đồ này kia được nó khó khăn lắm. Đây là cái bình rượu của mình nha. Đây bình rượu này mình mới làm luôn, chưa sơn đất gấp quá nên sơn cái phần trên rồi.
Và đây là cái công tắc kích điện nha. Còn đây là cái công tắc nè. Trên đây là nút test luôn. Còn đây là dẫn lưu lượng nha nè. Đây nó có một cái dòi ở đây nè. Cái bình này mình không có bán nha anh em, mình chỉ là cho các sư phụ của mình xài sử dụng thôi. Đây là nguyên một cái đống dây chai của mình. Đây. Đây, hai ba chiếc vỏ nè, đây một chiếc, đây dưới đây một chiếc nữa nè. Con mắt phức quá. Rồi xong. Rồi hẹn gặp lại nha anh em.